tình cũ Hương Giang lên đồ như chú rể, hồi đáp thế nào khi được hỏi. Trần Ninh Duyên ở người ấy là ai và có một cuộc tình thật đẹp, thế nhưng bỗng một ngày Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang thông báo chia tay bạn trai doanh nhân người Singapore, khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Bạn đi một thời gian thì trong khi Hương Giang đang tất bật với những dự án lớn nhỏ thì Mắt Liêu mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc diện áo dài trắng chuẩn chú rể và có mặt ở không gian đầy sang chảnh và thơ mộng. Ngay lập tức nhiều khán giả đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh bộ trang phục này. Mắt Liêu đi cưới vợ hả? Lấy vợ hả anh trai? Thậm chí có người đặt ra câu hỏi, ai cưới về anh Mát? Nam doanh nhân vui vẻ hồi đáp anh đó. Trước sự ngờ vực của người này, Mắt Liêu nhanh chóng thừa nhận bản thân chỉ tham dự đám cưới của một người quen biết. Như vậy có thể thấy Mắt Liêu chỉ đơn giản là người đi dự đám cưới mà thôi. Trước đó chia sẻ chuyện chia tay, Hương Giang đã viết trên trang cá nhân rằng một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra, sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất của chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Kèm theo đó là một câu nói vô cùng tình cảm, luôn bên cạnh bạn, người đàn ông đặc biệt của tôi. Nói về cuộc tình của Mắt Liêu và Hương Giang, chắc hẳn không ít người bất ngờ, bởi lẽ họ đã yêu nhau thật đẹp. Trong các sự kiện, Mắt đều có mặt để hộ tống bạn gái, thậm chí vào các dịp lễ, cũng chính anh là người có mặt ở quê nhà của Hương Giang. Có lẽ tình hết duyên cạn nên họ đường ai nấy đi. Hy vọng rằng cả hai sẽ sớm tìm được người mới và có một hạnh phúc trọn vẹn.